Chào mừng các bạn đã đến bản tin 24 giờ. Sau đây phần tin: hai nam sinh lớp 10 chết đuối thương tâm. Tối ngày 13 tháng 3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam xác nhận trên địa bàn đã xảy ra hai vụ nam sinh lớp 10 chết đuối. Đó là em Trần Duy Khánh và em Trần Văn Chí cùng học lớp 10C7 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 14 giờ chiều cùng ngày. Em Khánh Chí cùng học ở sinh trong lớp sau khi nhặt tre về chuẩn bị làm cổng trại thì rủ nhau đến trại đạn đổ rù rì giáp ranh giữa xã Ủ Quý, huyện Thăng Bình, Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam để tắm. Bất ngờ thì bị hụt chân vào nước sâu, thấy vậy cẳng eo Tùng cắt đưa Chí ở nhưng bất thành. Sau lần cứu Chí không được, Khánh không bỏ cuộc mà tìm cách tiếp cận để cứu Chí lần thứ hai vì bị Chí kéo chìm. Những học sinh đi cùng thấy vậy gọi cầu cứu người dân và nhà trường. Khi được đưa lên bờ thì cả hai đã tử vong và chết. Cảm ơn các bạn đã đến phần tin vừa rồi và hẹn những phần tin tiếp theo trên kênh YouTube của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những phần tin tiếp theo. Chào.